chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên loa à, thưa các bạn hôm nay thì tôi cũng muốn trao đổi với các bạn một số những cái vấn đề khi mà chúng ta chơi hàng đã qua sử dụng nói chung và loa bãi nói riêng à, thưa các bạn khi mà chúng ta đi mua hàng đặc biệt là mua hàng đã qua sử dụng thì tức là chúng ta phải chấp nhận đánh đổi. Chúng ta chấp nhận mất cái khoảng thời gian sử dụng lúc ban đầu. Để chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền. Như vậy thì có một cái sự thật nó hơi hơi chua xót một chút. Đó là chúng ta chơi hàng bãi, chơi hàng đã qua sử dụng chẳng qua là chúng ta không có tiền tôi cứ nói thẳng tuy rằng cái sự thật này thì có thể là nhiều người trong số các bạn là không muốn thừa nhận nó nhưng đã là sự thật thì chúng ta phải tôn trọng nếu mà các bạn tiền nong thoải mái sung xanh đi mua hàng mới cứng dùng việc gì phải chơi? chơi hàng bãi nên chẳng qua chúng ta ít tiền chúng ta mới phải chơi hàng bãi thế thì khi mà chúng ta chơi hàng đã qua sử dụng tức là chúng ta chấp nhận đánh đổi cái khoảng thời gian sử dụng lúc ban đầu để chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền. Thế vấn đề ở đây là không có chuyện đắt hay rẻ. Mà vấn đề là chúng ta cái giá chúng ta chấp nhận, cái giá chúng ta đánh đổi nó có tương xứng hay là không, thế thôi. Thế cho nên là khi mà uh, các bạn đi mua hàng đã qua sử dụng, chưa gì các bạn đã nói rằng cái này đắt, cái kia rẻ tôi đánh giá như như vậy là các bạn không biết chơi mà chúng ta phải xem xét thật là kỹ càng để xem xem là cái mà chúng ta chấp nhận mất đi nó có tương xứng với cái mà chúng ta nhận được về hay là không thôi Thế chứ còn nếu mà tiền năm không thì vấn đề nói chuyện làm gì phải không ạ Đấy. À, thí dụ ở đây tôi có một cặp loa 501 series 4. Đây nhá, 501 series 4 tôi vẫn còn nhá, còn nhiều nhá. Đấy. Tuy nhiên hôm nay tôi lấy đôi đôi, đôi đôi loa này ra. Đấy các bạn nhìn thấy này. Trước mắt các bạn là một cặp 501 series 4. Tình trạng của loa. Loa vẫn còn nguyên zin. trùng đôi tuyến loa đều rất đẹp đây các bạn nhìn thấy hai cái loa bát này nó trùng đôi nhá loa tép này đấy màng loa tép này vẫn màng zin đẹp đẽ loa tép cũng zin đấy Thế thì thông thường ấy, những cặp loa 501 Series 4 tôi vẫn bán ra với cái giá là khoảng dao động trong cái khoảng 19 đến 20 triệu. Thế nhưng mà riêng với cặp này thì tôi chỉ bán ra với cái giá là 16 triệu thôi. Thế tại sao mà nó lại thấp thế? Thì không phải là nó lỗi lầm gì đâu. Đây là một cặp loa mà một bạn khách hàng đã đặt hàng tôi. Thì bạn ấy đặt cọc tôi 3 triệu. Và yêu cầu tôi là lên gỗ lạng cho bạn ấy. Tức là dán một cái lớp gỗ mỏng, gỗ gỗ thật, gỗ gỗ lạng thật mỏng ở trên để cho nó phù hợp với màu nội thất của nhà bạn ấy. tuy nhiên đấy thì khi mà tôi hoàn thành xong ấy thì là bạn ấy gặp một số cái trục trặc thế cho nên là bạn ấy chấp nhận là mất cọc thế như vậy là bây giờ tôi chỉ bán cặp loa này 16 triệu bởi vì tôi đã nhận được 3 triệu rồi đó thế thì trở lại với cái vấn đề của chúng ta đó là cái chấp nhận đánh đổi trong cái quá trình chơi chơi hàng bãi xét về chơi ấy, thì cặp loa này hoàn toàn không có lỗi lầm gì nó trùng đôi nó nguyên zin nó rất đẹp thì chúng ta chấp nhận là ừ cái vỏ của nó đấy đã được dán một lớp gỗ lạng ở ở trên thế cho nên là nó không được giống với cái vỏ cũ cái vỏ cũ nó như này đấy Đấy, cái vỏ cái cái vỏ cũ đó các bạn nhìn thấy ở xa xa đấy, đấy. thế nhưng mà đổi lại các bạn đã tiết kiệm được khoảng gần 20% giá trị của hàng hóa các bạn tiết kiệm được tầm 3 triệu đấy, tức là khoảng gần 20% rồi đấy. thế thì ở đây vấn đề đặt ra là chúng ta thấy rằng đánh đổi như thế nó có hợp lý hay là không đấy. Thế còn nếu như các bạn mà nhiều tiền thì tôi không không dám có ý kiến. thế nhưng mà trong trường chúng ta chơi hàng bãi tức là chúng ta chấp nhận đánh đổi rồi, thế thì cái giá để chúng ta đánh đổi nó có hợp lý hay là không thôi. thế thì hôm nay là ngày đầu tuần, thì tôi cũng muốn trao đổi với các bạn một cái nội dung rất nhỏ nhỏ về cái việc chơi hàng bãi nó như thế nào và chúng ta chấp nhận đánh đổi ra làm sao. tôi chỉ muốn trao đổi nhỏ 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 như vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình tôi bán hàng ấy, Thì tôi cũng nói thực sự với các bạn là Cũng có rất nhiều bạn Có những cái, cái ý kiến cho rằng là Ôi giờ thế này thì Ví dụ như đôi loa này Chẳng hạn có bạn có ý kiến Ôi thì thêm 3-4 triệu nữa chơi cho nó nét Tức là thêm 20% nữa Chơi cho nó, nó, nó ngon Tiền nó không thành vấn đề Phải không? Thế thì có nên không? Và nếu như một cặp như thế này đấy, Mà nó còn cả thùng xốp sách các thứ Đấy thì nó rơi vào khoảng 25-26 triệu Thì có nên chơi không Đó là chúng ta chấp nhận đánh đổi phải không ạ Đánh đổi Để Xem xem là nó có hợp lý hay là không Thế cho nên là một lần nữa Thì tôi cũng muốn rằng Trong quá trình các bạn mua hàng hóa tại Ngọc Khánh Thì các bạn xem là cái giá của sự đánh đổi Nó có tương xứng hay là không Chứ chúng ta không có cái khái niệm Là đắt hay là rẻ Phải không ạ? Không có Đấy. Hoàn toàn không có khái niệm là đắt hay rẻ Mà nó chỉ tương xứng Hay là không tương xứng mà thôi Đấy. Đó là một số nội dung tôi muốn trao đổi với các bạn ngày hôm nay Đấy, Còn bây giờ Xin chào và hẹn gặp lại